Be Water, một tục hệ phải nói gần như là hot nhất, được anh em cờ thủ săn đón nhất từ khi mùa 9.5 ra mắt. Trải qua biết bao thăng trầm, nay đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt ở mốc 9, đội hình này gần như trở nên không thể ngăn cản với khả năng gây sát thương lan từ những viên đại bác. Nào, hãy cùng cà phê nhân phẩm học hỏi cách Achen dùng form 9 Be Water để giành lấy top 1 mã nhãn nhé. Anh em mình, vào việc! Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé! Trận đấu diễn ra ở khu rừng liễu thần của Ionia, nơi một ô trên hàng chờ sẽ biến thành rừng. Tường đứng trên ô đó sẽ bổ sung tộc hệ của mình vào sân. Ba đao quái đầu trả kiếm, váy cùng cây gậy phép. Nâng cấp đầu tiên chỉ là bạc, luôn vài cái không phù hợp và lấy về phong độ bất ổn, cho hai vàng nếu chuỗi thắng thua nhỏ hơn ba. Nâng cấp này đem lại cho anh em lợi tức vô cùng ổn định rồi, đánh caro thì có tiền từ nâng cấp, còn nếu có chuỗi dài thì cũng chẳng sao, do lúc đấy đã có tiền từ chuỗi. Up 4, thêm Samira, Nafiri cùng Renekton. Hai Samira trên sân, cùng với việc chỉ phải gầm nhà cấp 3, nên anh có chiến thắng mở màn khá dễ dàng. Tiếp tục gầm một nhà cấp 3 nhưng không còn dễ ăn nữa. Với hai tướng đã 2 sao thì những xấu hay chó không thể chống đỡ đủ lâu. Grace có vô pháp nên cũng không thể hạ hắn. Nhận trận thua nguyên sàn. Round này còn gặp một nhà eco trắng thì lại quá tuyệt vời. Vừa có một đồng từ trận thắng lại có thêm 2 đồng từ nâng cấp. Quá ngon lừa được thôi anh em. Đi chợ nhặt Mazaha cầm giáp. Nhà này nuôi khủng long xong áp 5 luôn mà. Gặp con Poppy cầm dây chuyền như này sao đỡ. 4 bắn tỉa đã có thì sát thương không thể xem thường. Rất may thần bài vẫn kịp hạ cô nàng đeo đồ, dù Achen chỉ thua 4 chest. Gặp nhà đấu sĩ đã lắp hết đồ thế này thì đành ăn đấm thôi. Tuyết sực phết quăng bài mỏi tay không thể đam đâu. Ra vét cố con xấu nhưng lại khá đen khi nó còn chấm máu. Anh bị đấm nguyên nhà. Đang chuẩn bị đập đá thì cửa hàng tặng luôn con Nila. Đỏ chưa? Đồ có thêm kiếm, nước mắt cùng cái nịt. Cho set 2 vào sân, lắp luôn áo cho bóng tối và giáp vai nhằm đánh lại chuỗi thắng, tối ưu nâng cấp đầu tiên. Gặp nhà chỉ toàn 1 sao, cộng với việc có Nila nên chiến thắng đã dễ dàng về tay. Nâng cấp thứ 2 là bậc vàng. Anh lụm vội cái ấn Be Water mà không thèm xem hai cái kia là gì luôn. Tiếp tục gặp một ông toàn tiểu học. Jinx cầm mỗi áo choàng, Miss Fortune 1 thì không thể gánh team. Set 2 sao thì lại quá trâu, hạ được hắn thì địch cũng nằm gần hết. Jinx có áo choàng cũng chỉ giúp bà ta sống lâu hơn chút. Anh có được chiến thắng thứ 2. Không hiểu sao bài mấy ông này toàn 1 sao anh em ạ. Nhìn hai bên chênh lệch chưa? Những đòn quất roi của Nila tỏ ra vô cùng hợp dơ với đại bác của Be Water. Hàng thủ móng manh nằm rất nhanh, Jinx rất cố gắng cũng chỉ kéo được Grace trước khi ra đi chống bất lực. Đi chợ nhặt cái đai máu, xào luôn quỷ thư cho Miss Sochun. Gặp một ông đang cháy với Nila cũng như Nasus đã có trong team. Gặp Achen cái, lắp luôn dây chuyền đai máu luôn mà. Jinx cầm diệt gây được rất nhiều sát thương với khẩu súng cối. Grace cùng Echo vô cùng khó chịu với nội tại vô pháp thoát ẩn thoát hiện. Nila bị nhắm vào cũng phải bất lực ngã xuống. Dù vậy, hiện thân của niềm vui cùng Tuyết Sệt Phết cũng kịp kéo hai Grace đi cùng. Thua 3 chest đã là quá thành công. Nhà nuôi khủng long này đã khổng lồ hóa, lại còn thập tử nhất sinh. Picasso hay gì mà vẽ lòi ác thế nhở? Nhưng đấy là chuyện của cuối game, còn giờ thì đấm nguyên sàn cái đã. Săn sói khá bèo khi chỉ được 2 mảnh của quyền năng. Rune mạnh, có Nautilus, kích mốc 7. Bán set nhưng lại ấn cho Javan. Còn Be Water thì anh em cứ cho con nào chiêu thức diện rộng để đánh nhiều mục tiêu nhất nhé, tận dụng tối đa sát thương đại bác. Round này đối đầu đấu sĩ nên anh lắp luôn diệt cho Nila. Anh em nhìn sát thương Be Water mốc 7 đi, cả số 3 sao cũng không chịu nổi luôn mà. Viên đại bác nào cũng sấp xỉ 500 đam, cứ 1,5 giây lại gây sát thương một lần thì thứ gì chịu nổi. Cá sấu nằm đầu tiên. Nạn nhân tiếp theo là chó gắt. Chưa lên 3 sao thì cũng chỉ như bao cát thôi. Đam của hệ lên đến gần 6k luôn. Nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh khi nâng cấp kim cương xuất hiện. Luôn vài lõi khung hợp. Khi linh hồn Be Water xuất hiện thì đương nhiên là không thể bỏ qua. Cho anh thêm một ấn và lưỡi hải bóng đêm. Nhà này đã có Nila 2. Cầm luôn hai đại bác thì chịu rồi. À cứ đứng ở cuối xong liên tục tầm quất cho toàn bộ team ta bằng chiếc roi của mình. Nila của ta thì lại quá bị động, còn Miss Sochun thì không cách nào tung được mưa đạn vào Nila địch. Rất may nhờ sát thương của 7 Be Water mà anh vẫn có thể tiêu diệt những kẻ còn lại. Nhận trận thua không quá đau chỉ với 2 chest.
4.3 gặp nhà Noxus với hai modder cùng lock kính nhắm. Hàng thủ bị hủy diệt nhanh chóng, cũng không thể làm nản lòng đồ tể vùng Noxus. Những pha gõ chùy như bố bổ liên tục được tung ra. Nautilus là không đủ chống đỡ. Nila lại quá bất lực trước những gã đồ tể hung hãn này. Áo trong bóng tối chỉ giúp cô thoát được một mạng trước khi nằm. Miss Fortune là nạn nhân cuối cùng. Anh lại thua hai chess. 4.5 lên 8. Với chỉ 15 vàng, anh roll được Nila 2 chỉ sau hai cú nhấp nhẹ nhàng. Mấy ông Trung Quốc này chơi game đỏ đấy nhở? Gần sang 5 chấm rồi mà ông này vẫn chưa có con nào hay sao thì đời đi. Giờ này không roll thì làm gì còn tướng mà chơi. Nila mồ gục ngã quá nhanh cho nhân viên Đại Bắc. Shen nằm ngay sau đấy. Mất tranh thì Saya hay Ari cũng đành bất lực. Lông vũ hay làn sóng ma thuật tung ra chỉ cho có. Đối thủ ăn đấm đau. Bài meta thì mạnh, nhưng cũng kèm theo rất nhiều rủi ro anh em ạ. Rất dễ rơi vào thế như ông này đây. Cạn ở 7 mà chỉ có đúng một con Saya. Nila giờ kiếm còn khó hơn lên trời. Máu cũng không có thì hết cứu. Shen trâu đến mấy mà không có sát thương đầu ra thì cũng vô ích. Bị biến thành bao cát cho Nila thoải mái quật. Những nỗ lực của Saya là vô nghĩa trước một Nila đã vừa đam to lại có bảo hộ. Vẫn còn thập tử, nhưng đội hình như này thì chắc cũng không cầm cự được lâu đâu. Những mảnh đồ cuối giúp Achen hoàn thành giáp gai cùng một cung sót lại. Java lên 2, Saya lên 2 cũng được anh cầm hộ mấy nhà kia. Gần một đồng hương, nhưng 5 với 7 thì anh em biết số nào lớn hơn rồi đấy. Combat khá chênh lệch ngay từ đầu khi hàng thủ địch bị hủy diệt quá nhanh. Mất đi tùy tùng bảo kê thì khả năng đánh xa từ đại bác trên người Nila cũng mất tác dụng. Tứ bề thọ địch, hiện thân của niềm vui không thể một cân tất. Azir lên 2, thay vào Saya. Đối đầu đấu sĩ, Daron được full 3 sao, cộng với sức mạnh khổng lồ thì sát thương cả sấu cũng như chó điên là không thể xem thường. Xếp bài lỗi, làm chó gắt luồn được ra sau, né Nila cũng như đạn của Bill Watcher. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn khi chỉ có một mình Nila đơn độc. Chó gắt vẫn còn khỏe mạnh, rắn thì được hạc thoải mái. Thôi đánh chấp nhận thua vậy. Nhà Eonia 5.3 này thì chuối phi là rõ. Cả ba carry vẫn một sao, đại bác liên tục nã vào đầu. Shen cũng trâu đấy, nhưng làm gì có ai đủ khả năng hạ con Nila của áo choàng của Achen. Shen nằm cũng là lúc combat gần như kết thúc. Ari bị Nila tiễn đi, Saya cũng bị hoàng đế khuất phục. Mới mốc 7 mà sát thương đã lớn thế rồi, thì thử hỏi mốc 9 sẽ còn khủng khiếp thế nào nữa. Lobby này có biết chơi game không đây? Để Achen lụng được Gangplank cầm ấn Bill Watcher ở chợ luôn mà. Khác gì nối giáo cho giặc. Còn Achen như hổ mọc thêm cánh. Nhiều khu rừng liễu thần, anh kích được luôn 9 Bill Watcher ở cấp 8. Miss Fortune mở combat với mưa đạn. Những viên đại bác cũng theo đó nã xuống, làm bốc hơi hàng thủ địch trong một nốt nhạc. Xuyên ba châu đấy, nhưng là không đủ. Belvet ham vui, lao vào giữa chiến trường. Chưa kịp nhặt vết tích hư không, đã phải nằm chung với Xuyên. Mordor cũng ghê, nhưng anh em nhìn đi. Một viên đạn Bill Watcher làm hắn từ đầy máu trở nên hấp hối thì đỡ kiểu gì. 15k đam, lớn hơn lượng sát thương của tất cả tướng trong đội hình cộng lại. Là anh em hiểu sức mạnh của Bill Watcher mốc 9, bá đạo thế nào rồi đấy. Giờ thì chiêu chiêu thôi chứ vô địch thiên hạ rồi. Javan dậm đại địa chấn vào thẳng Afe cùng Jace. 1,5 giây sau, đại bác nã xuống, tiện luôn Jace. Trong 1,5 giây đấy thì không biết hàng thủ đã gục từ bao giờ. Heo 2 cầm 3 đồ mà còn bay màu thì thứ gì chịu nổi. Afe bị tiếp cận cũng này bất lực. Achok hiện ra vớt phát thêm vài chess, nhưng đó là điều không thể. Chiến thắng thứ 3 đã tới với Achen. Tiêu diệt dòng ngàn tuổi, lấy cuồng đao cho Azir. Nhưng đồ đạc bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Javan nhảy trúng cả ba carry, cá sấu, cho gắt và rắn là biết chiến thắng đã về tay. Việc còn lại cứ để Bill Watcher lo. Cá sấu gục đầu tiên, chó có giáp gai vuốt rồng nên sống lâu hơn xíu cho là đạn thứ hai. Rắn thì chạm nhẹ cái là đi. Achen trả thù thành công. Lên 9, kè ba chốc. 6.2 này game bị lỗi nên không hiện thanh máu. Như anh em ngó lượng sát thương nổ thì cũng đủ hiểu rồi ha. Xương xương mỗi con ăn từ 1 đến 1k rưỡi đam chứ nhiều. Sau đấy thì gần như chỉ còn lại đôi Mordor. Và hắn cũng không sống được lâu khi combat kết thúc ngày sau đấy. Gặp lại nhà Eonia đang cháy với 2 carry lên 2. Nhưng dù vậy thì cũng chúng sinh bình đẳng thôi. Shen 2 cầm 3 đồ ăn một loạt đạn hấp hối là thấy xong rồi đấy. Combat mới 5 giây mà hàng thủ địch cũng hết. Gangplank thả thuyền tiện luôn Ari, Jin cùng Heimer. Bài meta cũng bị ăn đấm đau thôi. Lúc Gangplank lên 2 cũng là lúc top 1 gần như có chủ. Nhà Mordor này cố vùng vẫy khi xếp tách ra, nhưng kiểu gì thì con nào cũng dính sát thương thôi ông ơi. Mordor không ăn đạn thật đấy, nhưng hàng thủ thì không được may mắn như thế. Mất chống chịu tuyến trước thì Mordor cũng mất luôn đất diễn. Nila nằm cũng không sao, đánh được một cái là quá đủ để kêu gọi đại bác. Hoàng đế tiếp cận đến nơi,
nhiệm vụ còn lại quá đơn giản dành cho Asia cùng các quân lính cắt. Achen tiện luôn ông này sẽ làm trận mới. Tính thay Kassante và Nasus nhưng tay chậm không kịp lên hay. Mà giờ có là con gì cũng còn quan trọng nữa đâu. Heo 2 rồi Saiyan 2, mỗi con cầm đủ 3 đồ mà chịu không nổi 10 giây thì ông kia không biết còn cố gắng vì cái gì nữa. Jayce và Afe thì quá bất lực rồi. Chỉ cần một pha đại địa chấn là đủ để bộ ba bắn tỉa ăn đại bác mềm người. Chưa kịp lên Afe 3 thì đã bị Achen tiện đi. Cày ác. Ông kia chắc thấy no hope quá nên đầu hàng mà không kịp đánh rồng luôn, nhưng lại tốt một cho Achen. Anh em thấy sức mạnh B-Water mốc 9 thế nào rồi đấy? Round nào round nấy toàn hơn 15k đam thì có vẻ Riot Boop hơi lố rồi. Anh em chỉ cần cho những con có khống chế diện rộng như Javan cầm ấn là xong. Cứ cố đánh dấu nhiều tướng địch nhất, phần còn lại để B-Water lo hết. Đấm gần như toàn bộ các bài meta là minh chứng không thể rõ hơn cho sức mạnh của một đội hình đã cũ, nhưng sức mạnh lại không hề thuyên giảm. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như chuẩn một nút chuông để không bỏ lỡ các video phân tích trận đấu từ cà phê nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.